Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi Bạn biên tập chương trình sẽ được gửi tới quý vị thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật Sau đây sẽ là nội dung chi tiết Ngày 20 tháng 1, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ia huyện Ia Súp, tỉnh Đắk Lắk cho biết Trên địa bàn vừa xảy ra hiện tượng đất tự bốc cháy Theo ông, những ngày gần đây, nhiều đám lửa bốc cháy trên rễ của một hộ dân ở thôn Trung Vào cuộc xác minh, Chính quyền địa phương ghi nhận nhiều đám cháy tự xuất hiện, không có tác động của con người. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ya Lốp nói: Các đám lửa tự bốc lên từ đất của một hộ dân. Hiện tượng này xuất hiện nhiều lần, có lần đám lửa tự phát lên trong tròi rẫy, gây cháy quần áo của người dân. Theo đó, từ ngày 12 tháng 1 đến nay, trên dãy điều của một hộ dân ở thôn Trung, xã Ya Lốp liên tiếp xuất hiện nhiều đám cháy không rõ nguyên nhân. Chính quyền địa phương đã yêu cầu người dân quét dọn lá khô, dọn dẹp đồ đạc trong tròi giấy để đảm bảo an toàn. Lực lượng chức năng tại Đắk Lắc đang làm rõ nguyên nhân đất tự bốc cháy tại địa bàn xã Yalop, huyện Yasup.